Thế giới đài vui mừng chào đón toàn thể quý vị anh chị và các bạn yêu đài trên toàn quốc đã trở lại kênh. Rất cảm ơn quý vị anh chị và các bạn yêu đài trên toàn quốc đã chờ đợi để lên video và sản phẩm mới ngày hôm nay. Có thể nói rằng là trong khoảng tầm 5 năm bán đài thì em có rất nhiều những kỷ niệm vui buồn. Và sau khi bán sản phẩm cho khách hàng cũng như là các bác yêu mến đài mà đã ủng hộ sản phẩm thì có rất nhiều những bác khách hàng đến tận thời điểm này trở thành những người bạn giao tình về những đam mê. Nói trở thành những người bạn thì nó hơi không đúng lẽ, nhưng mà bởi vì các bác là những người lớn tuổi, nhưng mà qua cái việc mua bán là các bác đã ủng hộ sản phẩm và thường xuyên gọi điện hỏi thăm cũng như là chia sẻ những cái điều trong cuộc sống. Em xin cảm ơn toàn thể các bác yêu mến đài trên toàn quốc đã thường xuyên động viên tinh thần cũng như là ghé kênh để xem, những bác đã đăng ký kênh. Bác nào mà lần đầu tiên xem kênh của em thì hãy ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhiều video đăng tải. Sản phẩm này là con Sony CFS111, hay miền Nam thì còn gọi là Sony 3 cây gậy. Thì sản phẩm này thì em đưa lên kênh nhưng mà đã bán cho một bác khách hàng ở Thanh Hóa. Bác này thì trẻ tuổi, em đoán cỡ khoảng tầm 50 tuổi. Thì bác có chia sẻ là thời nhỏ gia đình tôi cũng có sản phẩm này và bây giờ tôi muốn mua lại để tìm lại cái kỷ niệm của một thời khó khăn đã qua. Thì trước khi sản phẩm này đến tay bác thì em sẽ làm một cái video test ngắn thôi. Còn hình ảnh chi tiết thì em đã gửi đến tận đã gửi cho bác qua Zalo, vừa để các bác tham khảo chất âm của con này. Thì trong cái sự nghiệp bán đài thì cũng phải chia sẻ với thêm với các bác là cũng có nhiều cái vui buồn. Buồn thì cũng có rất nhiều những bác, có một vài bác trong tháng vừa rồi thì mua sản phẩm của bên em ấy, nhưng mà khi hàng tới thì có thể là bị lỗi, hoặc là bị có một bác là ở Bắc Giang, là hàng tới thì bác chỉnh cái nút mà gạt chế độ function để mà sang cái nút nghe line in ấy thì nó lẫn cả cái tiếng của radio. Vì thế nên là em cũng nói bác là thôi hàng đấy cho quay đầu. Thế còn một bác nữa ở Cà Mau thì bác có mua của em 1710. Trước khi mà gửi hàng cho bác thì em cũng đã quay video test rất là chi tiết, nhưng bác thì không biết sử dụng. Nói đúng hơn là bác không biết sử dụng. Và khi bác nhận đài thì bác mở loa hết to hết cỡ. Và bác có chê rằng loa của chú nó rè quá nên tôi không mua. Thực ra thì cũng phải xin lỗi các bác là này, không phải ai chơi đài cũng biết. Đài kể cả là đài mới tinh, các bác có mở hết công suất nó vẫn rè. Bởi vì sao? Khi mà mình phát hết công suất ấy thì cái thông số cũng như là cái tần số quét trên con công suất đấy nó sẽ biến sắc và đẩy ra công suất cái tốc độ cao hơn và làm cho nó sẽ rè cái đường tiếng. Vì thế nên là để nghe hay cũng như là nghe chuẩn nhất thì để ở nấc trung bình, vừa tai và chỉnh để độ chế độ không rè. Vì thế nên là những bác như thế thì thôi em cũng không bàn cãi và cũng không nói đi nói lại. Bởi vì có nói nữa thì bác cũng không thể nào bác ấy hiểu. Vì thế nên em cũng nói với cái bạn shipper là cho hàng quay đầu. Và cái bạn shipper đấy cũng có nói với bên em là bác này, bác ấy đã rất nhiều người gửi đài đến cho bác ấy rồi, nhưng mà bác ấy rất nhiều lý do để bác ấy không mua. Thì thôi cũng nói thật với bác là chắc là 5-30 người mới có một người. Cái đấy đối với em thì nó cũng không phải vấn đề. Bởi vì bên em thì ship hàng COD toàn quốc, nghĩa là các bác không phải trả tiền trước, hàng đến tận tay các bác mới phải trả tiền. Vì thế thường hàng mà gửi đi ấy thì là em sẽ phải test rất là cẩn thận và kỹ. Bởi vì nếu trường hợp mà không may đến tay các bác thì hàng nó bị lỗi hay hàng nó bị một lý do gì ấy, thì cái phần mà em phải chịu ấy là cái phí vận chuyển cũng như là những rất nhiều những cái rủi ro. Vì thế nên thường hàng em làm rất là kỹ và test rất cẩn thận. Đấy. Cũng chia sẻ thêm với các bác thế. Và sản phẩm trên thì có giá là 4.500.000 đồng, chưa bao gồm phí vận chuyển. Bác khách hàng này có được tặng một cuốn băng và bác có mua thêm một cuốn băng điện tử của bên em. Và bây giờ thì em sẽ test phần cassette cho các bác để các bác cùng nghe nhé. Các bác muốn chơi để mà nó bền ấy thì trước khi test thì cứ để về chế độ không này, về nhỏ nhất này, bật băng này. Đấy. Sau khi bật băng xong ấy thì chúng ta bắt đầu mới tăng dần volume lên. Đấy. Ví dụ như vậy nhá. Bên em thì em cũng hướng dẫn rất nhiều bác sử dụng. Một là về cái góc độ về sử dụng thì nên cẩn thận trong quá trình là bật băng này, xong mình tăng dần volume lên. Mẹ Việt Nam ơi, 20 năm
Lần đầu tiên xem kênh của em thì hãy nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhiều video đăng tải, và cho em một like để em có nhiều động lực làm video hay cho các bác xem. Chúc các bác xem kênh vui vẻ.
Em xin dừng phần test cassette nhé. Và bây giờ em chuyển sang phần test radio cho các bác. Một chiếc radio các bác gạt lên trên này. To vô lực ạ. Trong phút vừa qua, sau đây thì chúng ta cùng lắng nghe. Trong nhà em đang bật rất nhiều đèn led với phần thực hiện của biên tập viên Xuân Tuấn. Bảo phát triển phát triển bền vững với tầm nhìn đưa Hà Nam đảm bảo được cái quyền lợi của người dân, nhưng mà các cái cơ sở khám chữa bệnh giao quyền tự chủ nhưng lại cũng phải sống được. Cán bộ nhân viên y tế ngành y bác sĩ có thể sống được, có thể làm được và yên tâm làm được trên cái lĩnh vực của mình. Thưa quý vị và các bạn, thực phẩm bảo vệ sức khỏe bổ gan tâm bình bố ạ. Anh Minh cùng phòng con thỉnh thoảng bị mề đay mẩn ngứa, nhưng dùng bổ gan tâm bình hỗ trợ giờ ổn rồi, anh khen lắm ạ. Ôi hay quá nhỉ. Vâng, bổ gan tâm bình có các thảo dược như giảm khổ lam, cà gai leo, artiso, đặc biệt là có khúng khén kế sữa đấy ạ. Bổ bình. Ngày mai tôi vẫn cứ lên rừng ra cơi, dẫu mai tôi đã không còn là trẻ trung. Ngày mai tôi vẫn cứ yêu người. Vâng, em xin kết thúc phần test video phần radio tại đây ạ. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi kênh. Một lần nữa xin kính chúc các bác thật nhiều sức khỏe.